chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đa số người bệnh phục hồi hoàn toàn sau khi mắc COVID-19, nhưng có khoảng từ 10 đến 20% bị ảnh hưởng lâu dài, biểu hiện ở mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng và được gọi là tình trạng hậu COVID-19. Đa số các triệu chứng hậu COVID-19 là các biểu hiện rất nhẹ, như là mệt mỏi, hụt hơi hoặc là tức ngực. Bệnh COVID-19 cấp càng nặng thì hậu COVID-19 càng nặng và kéo dài. Và chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được đề cập tới vấn đề đang được rất nhiều khán giả quan tâm, đó là tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và những điểm cần chú ý hậu COVID-19. Rất vui được các bác sĩ của chương trình tham dự và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các bác sĩ tham dự chương trình hôm nay ạ. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Thị Huyền, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Vâng, xin kính chào các bạn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Thu Hà, khoa Lao phổi, Bệnh viện Phổi Tuyên Quang. Xin cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả, các bác sĩ cùng theo dõi một clip do phóng viên đài chúng tôi tổng hợp. Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Người nhiễm COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ khớp, rụng tóc, sơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, huyết học bị huyết khối. Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa như ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy, rối loạn vị giác hoặc khứu giác, phát ban. Người bệnh trong giai đoạn hậu COVID-19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung. Thường xuyên xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm, giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng. Với người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch, tiểu đường, đặc biệt là bệnh về hô hấp, viêm phổi, tắc nghẽn mãn tính, COPD, viêm phế quản mạn, khi COVID-19 xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn hormone giáp, giảm độ lọc cầu thận, rối loạn chức năng hô hấp như giảm độ khuếch tán phổi, hạn chế dung tích phổi, bất bình thường hình ảnh học, sơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực, rối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Quý khán giả liên quan đến quan tâm đến chủ đề của chương trình hôm nay, đó là tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và những điểm cần chú ý hậu COVID-19. Xin mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến cho chương trình qua số điện thoại 02073 822 822. Các bác sĩ trong chương trình hôm nay sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn qua số điện thoại này. Hoặc quý vị và các bạn có thể gửi câu hỏi về fanpage của chương trình có địa chỉ Tuyên Quang TTV và chương trình đang được live stream trực tiếp. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi câu hỏi của khán giả gửi đến cho chương trình ạ. Vâng, và có khán giả hỏi là thưa bác sĩ, tôi mắc COVID-19 nay đã được 7 ngày. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của tôi có những cái dấu hiệu như sau. Tức là họ nói là họ bị mệt, hơi thở thì ngắn, hay chóng mặt. Và hôm thứ 6 vừa rồi thì test thì vẫn còn hai vạch mờ. Vậy những cái triệu chứng trên thì có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không? Và thời gian bao lâu thì có thể âm tính trở lại và để trở lại một cuộc sống bình thường? Xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Vâng. Thì với cái triệu chứng như trên ấy thì hiện tại mà test vẫn còn dương tính. Vâng. Thì là vẫn đang mắc COVID-19. Thì trong cái trường hợp như vậy thì cần theo dõi sức khỏe, gồm có đo thân nhiệt 2 lần ngày và đo độ bão hòa oxy. Nếu như thấy khó thở và độ bão hòa oxy dưới 95% thì cần phải đến viện để được khám và điều trị. Thế còn thường thì sau khi test, sau khi 10 ngày thì test thì sẽ âm tính trở lại. Câu hỏi tiếp theo có hỏi là con em ra sinh ngày 10 tháng 11 năm 2012, tức là bé này 10 tuổi.
bị COVID-19 và mới hết âm tính được 10 ngày. Vậy khi nào thì tiêm vaccine COVID-19 được? Thưa bác sĩ Huyền ạ. Vâng. Theo như câu hỏi bạn trả hỏi thì hiện tại bây giờ con bạn được 10 tuổi đã nằm trong cái khung tuổi được tiêm phòng vaccine COVID. Nhưng vì con bạn vừa mới khỏi COVID-19 xong nên theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì những em bé mà vừa mắc COVID-19 sẽ được tiêm phòng sau khi mắc khoảng 3 tháng. Nghĩa là khi con bạn khỏi COVID bị mắc COVID sau 3 tháng sẽ được tiêm phòng COVID-19. Câu hỏi tiếp theo có hỏi là gia đình cháu có hai bé 9 tuổi và 4 tuổi mắc COVID-19 và sau khi âm tính thì con vẫn còn hùng háng ho và đến nay đã được 2 tuần nhưng bé vẫn còn ho. Vậy cháu cần có phải uống thêm thuốc gì không thưa bác sĩ? Dạ vâng. Thực ra thì như mẹ có hỏi thì các triệu chứng ho ấy nó cũng là một cái phản xạ của cơ thể. Để có thể nó tống, mình nói là nó sẽ tống hết những cái chất viêm còn lại do virus nó tạo nên trên đường hô hấp của em bé. Vì vậy nếu như cái phản xạ ho đấy, cái triệu chứng ho đấy nó không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của em bé, ví dụ như là ăn ngủ của em bé, thì cái đấy thì mình không quên quá, bố mẹ cũng không nên quá lo lắng. Đó là một cái phản xạ để cơ thể giải quyết nốt những cái chất viêm, nên mình chỉ cần phải dùng thuốc hoặc là cho em bé đi khám ở cơ sở y tế khi các triệu chứng đó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt của em bé. Nghĩa là em bé ho nhiều quá mà không thể ăn uống được, ho nhiều gây nôn làm cho em bé mệt mỏi nhiều hoặc ảnh hưởng đến các giấc ngủ của em bé, thì gia đình nên cho em bé đến bệnh viện để khám và để xác định xem là cái ho đấy nó có phải là cái triệu chứng của hậu COVID hay của COVID hay không, hay nó là bệnh lý của một là triệu chứng của một bệnh lý khác kèm theo. Vậy trong cái trường hợp mà ở nhà mà thấy các con cứ ho mà thỉnh thoảng hùng háng ho như vậy thì chúng ta có nên sử dụng các cái siro ho mà hiện nay thị trường bán khá nhiều không ạ? Thực ra nếu như ban đầu tôi nói triệu chứng nó ho ít, không phải là quá nhiều, thì bố mẹ chỉ nên là cho con dùng nước ấm. Cho nên con uống vào nước ấm, hoặc nếu như ho nhiều quá thì mình có thể dùng một chút thuốc ho thảo dược, ví dụ như là Propan chẳng hạn. Còn nếu như triệu chứng ho mà tăng dần hoặc có dấu hiệu nặng hơn thì nên cho con đi khám tại bệnh viện. Vâng, khán giả có hỏi là tôi khỏi COVID 10 ngày rồi nhưng hiện tại thì rất là mệt và không ngủ được. Ngày đêm đều không ngủ được và tôi có dùng thuốc ngủ thảo dược nhưng vẫn không ngủ được. Tôi rất là lo lắng, xin bác sĩ tư vấn. Và với câu hỏi này xin mời bác sĩ Hà tư vấn. Không phải khán giả này đâu và có rất nhiều mọi người xung quanh chúng ta cũng vậy, cũng đều có cái tâm lý là sau COVID-19 thì đều không ngủ được. Vậy bác sĩ Hà có thể tư vấn cho khán giả câu hỏi này ạ? Rồi, với câu hỏi này thì trước tiên thì bác cũng không nên lo lắng quá. Bởi vì là cái triệu chứng mất ngủ hay còn gọi là cái rối loạn giấc ngủ ấy của những người sau khi bị COVID là rất thường gặp. Theo thống kê thì cái triệu chứng về rối loạn giấc ngủ này thì nó chiếm khoảng 11% so với các cái triệu chứng sau COVID. Đấy thì trước tiên thì bác có thể là thay đổi cái thói quen trước đây. Ví dụ như là bác có thể trước khi đi ngủ có thể là nghe nhạc, có thể là ngồi thiền, hoặc có thể là ngâm chân bằng nước ấm. Đấy, còn các cái triệu chứng mà nó không thay đổi thì cũng cần phải đến bệnh viện để được khám và xác định nguyên nhân. Cũng khuyến cáo là cũng không, người dân không tự ý dùng thuốc để ảnh hưởng đến những cái kết quả điều trị sau này khi mà đến bệnh viện. Vâng, và khán giả có hỏi là tôi F0 sau khi hết thì tôi bị nhức đầu chóng mặt, rất là mệt mỏi. Xin hỏi bác sĩ cho biết thì có phải là di chứng của COVID-19 không? Thưa bác sĩ Hà, chóng mặt rồi mệt mỏi. Các cái triệu chứng sau khi mà COVID đã khỏi bệnh ấy thì thường thường là có rất nhiều người bệnh có những cái triệu chứng như vậy, thì các bác cũng yên tâm. Đấy, yên tâm là các cái triệu chứng của nó như thế nhưng cũng cần phải đến bệnh viện để khám xác định, bởi vì các cái triệu chứng như vậy thì nó cũng sẽ là của những cái bệnh khác, ví dụ như suy nhược thần kinh hay bệnh tăng huyết áp hay là tim mạch. Đấy, thì là cần phải đến cơ sở để khám và được hướng dẫn điều trị cụ thể. Dạ vâng, khán giả hỏi là có ý kiến cho rằng là mặc dù trẻ nhỏ có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà nhưng cha mẹ vẫn nên cho con đi kiểm tra lại sức khỏe sau khi mắc bệnh, nhất là khi kiểm tra chức năng hô hấp, cơ quan tim mạch để phát hiện và điều trị sớm những tổn thương có thể gặp phải khi trẻ chẳng may mắc COVID-19. Điều đó có phải không thưa bác sĩ Huyền? Dạ vâng, đúng là như thế ạ. Những trẻ nhỏ ấy, thì cái triệu chứng khi mà mắc COVID của các em bé thì thường là nhẹ và hầu như các em bé thì đều được điều trị tại nhà. Thế nhưng mà người ta nói là cái hậu COVID của các em bé thì nó sẽ dễ xảy ra hơn. Vì vậy khi mà em bé sau khi mắc COVID
trong khoảng thời gian từ 4 đến 12 tuần. Đó là khoảng thời gian gia đình nên cho em bé đến bệnh viện để khám, để xác định những cái triệu chứng của hậu Covid, cũng như kiểm tra lại các chức năng về hô hấp, tim mạch, cũng có để tránh những cái tránh những cái hậu quả xấu có thể xảy ra cho em bé, đặc biệt là với những em bé mà chuẩn bị với những em bé chuẩn bị tham gia những cái hoạt động thể dục hoặc những cái hoạt động mạnh. Ví dụ những em bé khi đang ở nhà, bây giờ các em bé chuẩn bị đi học, quay trở lại trường với những cái hoạt động thể dục thể thao chẳng hạn, thì khi mà cơ thể hoạt động nhiều, các nhu cầu của các cơ quan nó bắt đầu tăng lên, thì mình cũng nên cho em bé đến kiểm tra, đến bệnh viện để kiểm tra lại các chức năng về hô hấp và tim mạch, để tránh những cái ảnh hưởng của Covid lên các hai hệ thống này. Đặc biệt ở trẻ con thì nó cũng có cái hiện tượng ví dụ như là viêm cơ tim hoặc là cái hội chứng viêm đa hệ thống, như trên các là truyền thông hay nói đến cái hệ thống hội chứng MIS-C đấy. Vâng, thì nên khuyến cáo thì các gia đình cũng nên cho em bé kiểm tra lại sau khi mắc Covid khoảng từ 4 đến 12 tuần, hoặc là khi em bé có những triệu chứng liên quan đến các bệnh lý về hô hấp, ví dụ là khó thở, mệt mỏi hoặc là đau tức ngực nhiều, thì nên cho em bé đi khám. Vâng, khán giả có hỏi là sau khi bị F0 thì cứ bị chảy nước mũi và đã uống thuốc chữa trị nhưng vẫn không hết. Xin cho biết nguyên nhân và cách chữa trị. Câu hỏi này xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Khi mà bị mắc Covid-19 ấy, thì cái hệ miễn dịch của người bệnh ấy, nó bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng, có thể là gây ra các cái dị ứng tại một số các cái cơ quan bộ phận của cơ thể. Ví dụ như là ở mũi họng thì có thể là chảy nước mũi hoặc là hắt hơi. Còn ở ngoài da thì có thể là mẩn ngứa, mẩn đay. Trong cái trường hợp như vậy thì về cái vệ sinh mũi họng hàng ngày ấy, thì nó rất là quan trọng. Có thể là nhỏ nước muối sinh lý. Còn cái quan trọng nữa là vẫn phải đến cơ sở y tế để khám và tìm nguyên nhân. Cũng như bác sĩ Huyền nói đây, là cái việc mà có thể là do hậu Covid nhưng cũng có thể là nó sang một cái bệnh khác mà chúng ta không biết. Tránh cái việc mà dùng thuốc, tự mua thuốc uống thì nó ảnh hưởng đến những cái mà cái tác dụng mà không mong muốn của thuốc gây đến cho người bệnh. Vâng, khán giả có hỏi là tôi bị nhiễm Covid-19 đã 6 ngày, có dùng thuốc Molnupiravir gần hết liệu trình 5 ngày. Nhưng trong thời gian này thì cơ thể nổi mề đay gấp và bản thân tôi thì từng bị tình trạng nổi mề đay nhiều lần. Đi khám nhiều nơi thì bác sĩ nói là cơ địa bị dị ứng và viêm da cơ địa. Vậy xin bác sĩ cho tôi hỏi là trong thời gian này thì tôi có uống được thuốc kháng dị ứng được không? Và hay có cách gì để giảm triệu chứng nổi mề đay được không? Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Huyền. Dạ vâng. Theo như câu hỏi của bạn thì thứ nhất về vấn đề sử dụng thuốc Molnupiravir thì một liệu trình điều trị của thuốc Molnupiravir là 5 ngày. Vì vậy nên là bạn vẫn phải điều trị cho hết một liệu trình thuốc. Cái thứ hai là ngay từ đầu trong câu hỏi bạn có nói rằng là bạn là cơ địa của dị ứng. Vì vậy các triệu chứng mà bạn đi mô tả thì có thể là thứ nhất có thể là do Covid gây nên, nhưng cũng không loại trừ vấn đề đấy là do cơ địa của bạn. Vì vậy nếu như bạn bị triệu chứng như vậy nó gây khó chịu, bạn ngứa ngáy nhiều, thì bạn có thể dùng một chút thuốc kháng histamine để làm giảm các triệu chứng, ví dụ như là ngứa mề đay của cơ thể, để giảm để mình không bị khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng mà khi mà quá trình mà dùng thuốc ấy, thì bạn sẽ vẫn phải theo dõi thêm. Nếu như mình dùng thuốc mà vẫn thấy không ổn, vẫn thấy các triệu chứng không thuyên giảm đi, thì bạn nên đến cơ sở y tế để khám và đánh giá mức độ bệnh của bạn với bác sĩ chuyên khoa để có những cái thuốc bổ sung kịp thời để điều trị bệnh cho bạn ạ. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo thì khán giả có hỏi là chào bác sĩ, tôi bị Covid-19 được 10 ngày và nay thì đã test được âm tính nhưng vẫn còn rất là nhức đầu, tức ngực và mệt mỏi. Xin bác sĩ cho biết cách điều trị. Vâng, xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Sau khi đã bị Covid-19 10 ngày rồi nhưng cơ thể rất là mệt mỏi và tức ngực. Vâng, với cái câu hỏi này thì những cái trường hợp mà sau Covid-19 ấy, đây là cái vấn đề của các cái triệu chứng sau từ lúc bị sau 12 tuần là sau khi mà bị nhiễm Covid-19 ấy, thì các cái triệu chứng là ho, tức ngực hay là mệt mỏi, hụt hơi thì thường gặp ở những người sau khi bị Covid-19. Đấy thì như lúc nãy cũng đã trao đổi với lại quý vị khán giả là trước tiên thì những cái triệu chứng đấy nếu như nó nhẹ thì chúng ta có thể là bằng các cái biện pháp như là tập thở. Nếu như mà cảm thấy hụt hơi thì mình có thể tập thở, hít thở sâu và thở ra từ từ. Đấy. Thế còn về dinh dưỡng thì chúng ta cũng phải tăng cường dinh dưỡng lên.
Đấy. Thế còn nếu như các cái triệu chứng đấy mà nó nặng lên thì cũng cần phải đến bệnh viện để được khám và hướng dẫn điều trị cụ thể. À, dạ vâng, khán giả có hỏi là xin được hỏi bác sĩ, và sau khi bị khỏi Covid-19 thì thời gian quy định là mấy tháng thì được tiêm vaccine Covid-19, thưa bác sĩ Huyền ạ? Dạ vâng. Với người lớn đấy ạ? Vâng. À, theo quy định của Bộ Y tế thì riêng đối với người lớn thì chúng ta sẽ để tiêm ngay phòng vaccine Covid-19 ngay sau khi chúng ta đã khỏi bệnh và sức khỏe hoàn toàn bình thường, đã hoàn thành thời gian cách ly, và khi thấy tình trạng cơ thể của mình ổn định, không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiêm phòng Covid-19 ngay ạ. À, dạ vâng, câu hỏi tiếp theo có hỏi là tôi bị Covid-19 mức độ không nặng, chủ yếu là ho này, sổ mũi, mỏi người như những lần bệnh cảm, về tôi vẫn làm việc online thường xuyên trong suốt cái thời gian cách ly. Tuy nhiên và sau khi cách ly thì tôi đi làm lại thì cảm thấy rất là mau xuống sức, rồi là hay buồn ngủ. Đó có phải là hậu Covid-19 không, và tôi nên làm gì để khắc phục? Và vâng, xin mời bác sĩ Huyền tư vấn cho khán giả. Vâng. Có khá nhiều các cái triệu chứng sau Covid-19. Vâng. Và không phải những cái triệu chứng như thế này thì có phải là do hậu Covid-19 không, hay là do một cái nguyên nhân khác mà? Ra thì cái khi mà bị Covid-19 ấy, thì sau khi bị Covid-19 thì có rất là nhiều triệu chứng ở nhiều cơ quan khác nhau. Những triệu chứng như của bạn cũng là một trong những cái những cái hậu quả khi bị nhiễm Covid-19, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đấy. Vì vậy là khi mà bạn hỏi Covid-19 rồi thì để giải quyết những cái vấn đề này thì chuyện đầu tiên, thứ nhất là mình làm sao, thứ nhất là về cái chế độ dinh dưỡng, mình phải ăn uống đầy đủ các chất để làm sao mình có một cái sức khỏe tốt nhất. Cái thứ hai nữa là cái chế độ sinh hoạt, mình đảm bảo cái chế độ sinh hoạt là khi mình sinh hoạt thì phải điều độ, tránh những cái công việc nghĩa là quá là căng thẳng đầu óc, tránh những cái stress về tâm lý, và có một cái chế độ sinh hoạt điều độ hợp lý để có thể tránh những cái hiện tượng mất sức, để tránh những cái mệt mỏi cho bản thân. Còn cái triệu chứng, những cái triệu chứng này thì nó cũng có thể giảm dần, có những sau vòng khoảng từ 1 tháng đến 3 tháng thì nó sẽ hết. Còn nếu như bạn thấy các triệu chứng của bạn sau khi mình đã điều chỉnh cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt mà không thấy mất đi hoặc không thuyên giảm mà thời gian bị kéo dài thì bạn nên đến cơ sở y tế để khám, đánh giá, để loại trừ vấn đề nó là do một bệnh lý khác gây nên để có hướng điều trị kịp thời nhất, chứ không phải là tất cả đều do Covid. Hiện nay thì trên thị trường có bán khá nhiều các loại tăng cường sức đề kháng rồi bổ phổi sau Covid-19, đó là lời quảng cáo của các nhà sản xuất. Vậy chúng ta có nên dùng trong cái trường hợp mà sau khi đã khỏi Covid-19 không, thưa bác sĩ Huyền? Vâng, thực ra là các thuốc ví dụ tăng cường đề kháng hay là bổ phổi thì thành phần chủ yếu như tôi biết thì chủ yếu nó cũng là những cái chất giúp để nâng cao thể trạng, nâng cao sức đề kháng của cơ thể thôi. Vì vậy nếu như mà mình dùng thì mình có thể dùng, nhưng quan trọng nhất mình vẫn là phải có một chế độ ăn và chế độ sinh hoạt hợp lý. Thưa bác sĩ Hà, những F0 nào thì có nguy cơ cao gặp di chứng hậu Covid-19 ạ? Với câu hỏi này thì tôi xin trả lời là những F0 mà có cái nguy cơ như chị vừa hỏi là nguy cơ cao đúng không ạ? Nguy cơ cao mà bị hậu Covid đúng không ạ? Vâng. Thì thường thường là hay gặp là ở những cái giai đoạn mà khi mà bị bệnh, các cái triệu chứng nó nặng nề. Triệu chứng nặng nề thì có thể là bệnh nhân chưa được tiêm phòng hoặc là tiêm chưa đủ. Đấy, trong cái quá trình mình bị mắc Covid ấy, thì mình bị bệnh rất là nặng, thì đến khi sau khi khỏi thì thường thường là hay có các cái di chứng của Covid. Đấy. Thế thì Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Huyền tư vấn thêm cho khán giả. Ngoài những cái trường hợp như bác sĩ Hà có nói ấy, thì những trường hợp mà có nguy cơ về hậu Covid thì còn có những trường hợp ví dụ như các bệnh nền, bệnh nhân có các bệnh nền kèm theo, những bệnh nhân mà cao tuổi, trên 60 tuổi, những bệnh nhân có các phải dùng thuốc nghĩa về rằng gọi là ức chế miễn dịch ạ, và những bệnh nhân béo phì, đấy là những bệnh nhân, những người có cái bệnh kèm theo những cái triệu, những cái dấu hiệu như thế thì những người có nguy cơ về bị hậu Covid nhiều. Và có khán giả hỏi là tôi mắc Covid-19 và sau khi khỏi bệnh thì lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, trong khi nhiều người nói là hậu Covid-19 thì làm mất ngủ. Vậy triệu chứng của tôi có phải là hậu Covid-19 không? Tôi cần khám ở đâu để được tư vấn cụ thể? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Thì cái câu hỏi này thì nó cũng tương tự như cái câu hỏi vừa nãy cô bạn khán giả đã hỏi đấy ạ. Thế thì cái mà rối loạn giấc ngủ ấy thì nó không phải là không ngủ được. Đấy, có những trường hợp như bạn là ngủ rất nhiều, hoặc là trong trường hợp là còn ngừng thở sau khi trong trong cái quá trình mình ngủ nữa. Đấy, thế thì
cái vấn đề này thì nó ảnh hưởng bởi trong cái quá trình mình bị Covid ấy, thì nó ảnh hưởng bởi cái thần kinh. Thì những cái này thì nó là cái chuyên khoa rất là sâu. Đấy, thì nếu như mà các cái triệu chứng của bạn trong khi sau khi Covid mà nó không giảm mà nó vẫn làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bạn, thì tốt nhất là bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa sâu để khám về thần kinh và loại trừ các cái bệnh khác nó liên quan, để mình làm sao mà mình có một cái cuộc sống nó hoàn toàn là thoải mái sau khi mà bị Covid. Vâng, có khán giả hỏi là ngay sau khi phát hiện nhiễm Covid-19 thì tôi đã uống đủ liều Bavipia 400mg, 20 viên. Việc uống thuốc virus này, kháng virus này thì giảm thiểu được các ảnh hưởng hậu Covid-19 không, thưa bác sĩ Huyền ạ? Vâng, thì theo nghiên cứu thì khi mà dùng thuốc kháng virus, thứ nhất là nó có tác dụng là sẽ làm cho cái thời gian bị nhiễm Covid có thể ngắn hạn hơn. Thứ hai là nó cũng sẽ làm giảm các triệu chứng của hậu Covid ạ. Và vì thế nên là khi đã dùng thì các bạn nên phải dùng thứ nhất là đúng liều và đủ thời gian theo hướng dẫn. Nói như vậy thì trong các cái trường hợp bị Covid-19 chúng ta đều dùng được kháng virus ạ? Chúng ta không. Vâng, bác sĩ Hà, với câu hỏi này xin mời bác sĩ Hà tư vấn. Vâng. Thì với cái câu hỏi là bạn hỏi này thì tôi nghĩ là cái thuốc Favipiravir ấy thì là cái thuốc là điều trị Covid từ thể nhẹ đến thể trung bình. Đấy. Như MC vừa mới hỏi đấy là cái không phải là cứ bị Covid là chúng ta dùng thuốc kháng virus, mà phải có triệu chứng thì chúng ta mới được dùng thuốc kháng virus. Đấy, thì cái thuốc này là cái thuốc mà để điều trị virus và làm giảm các cái quá trình nhiễm trùng trong cái quá trình mình bị Covid. Đấy, thì cái thời gian dùng thuốc này, rồi liều thuốc này thì là do bác sĩ kê đơn rồi. Đấy, thì chúng ta phải tuân thủ đúng cái quy định khi mà dùng thuốc. Nhân câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hà có thể nói cụ thể hơn đối với trong cái trường hợp như thế nào được gọi là nặng thì dùng kháng virus, và trong cái trường hợp nào là nhẹ thì chúng ta không cần thiết phải dùng thuốc kháng virus ạ? Covid này các cái triệu chứng ấy thì không có triệu chứng có nghĩa là mình không bị làm sao, có nghĩa là tôi chỉ đi khám kiểm tra tôi test là có virus ở trong người. Thế còn từ thể nhẹ có nghĩa là mình bị một trong rất nhiều các cái triệu chứng, ví dụ như ho, sốt, chảy nước mũi, hắt hơi, đấy là những cái nhẹ. Thế còn từ trung bình khó thở, có thể từ trung bình đến nặng thì có thể là các cái triệu chứng đấy nó nặng lên, sốt cao đấy, rồi là khó thở, tức ngực đấy, thì những cái trường hợp như thế thì cần phải nếu như ở nhà thì cần phải được tư vấn, hoặc không thì cần phải đến bệnh viện ngay để được khám và điều trị cụ thể. Đấy, chúng ta cũng không nên chủ quan là cứ ở nhà. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo thì khán giả có hỏi là vợ tôi năm nay 32 tuổi có mắc Covid-19 và đã khỏi, nhưng trong quá trình điều trị tại nhà thì có dùng thuốc kháng virus. Xin bác sĩ cho biết bao lâu nữa thì vợ tôi có thể mang thai lại? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Huyền tư vấn cho khán giả. Theo như cái 32 tuổi. Vâng. Theo như trong hướng dẫn về sử dụng thuốc kháng virus, nghĩa là thuốc Favipiravir, thì sau khi sử dụng thuốc kháng virus 3 tháng thì có thể là mang thai lại được. Có thể là câu hỏi này thì tôi xin bổ sung. Vâng, xin mời bác sĩ Hà tư vấn thêm ạ. Cái thuốc đối với cái khuyến cáo của Bộ Y tế sử dụng cái thuốc Favipiravir này ấy, thì trong cái giai đoạn dùng thuốc thì đương nhiên trước khi dùng thuốc thì bác sĩ phải có những cái xét nghiệm để loại trừ, ví dụ như là trước khi dùng thuốc đối với phụ nữ thì phải là kiểm tra xem là có đang mang thai hay không. Đấy. Và khi mà cho con bú thì cũng không khuyến cáo là dùng thuốc kháng virus. Đấy, đấy là cái đối với cái câu hỏi mà bạn hỏi ấy. Thì phụ nữ thì sau khi mà mắc Covid có nghĩa là uống thuốc Favipiravir xong thì sau 4 ngày đối với cái liều cuối cùng, có nghĩa là Favipiravir là điều trị 5 ngày. Thì là đến 4 ngày sau khi cái liều cuối cùng thì chúng ta đối với phụ nữ nhé, thì chúng ta có thể là có thai được. Thế còn đối với nam giới thì lại khác. Đối với nam giới mà trong cái độ tuổi sinh sản, khi mà mình mắc Covid mà mình đang dùng thuốc Favipiravir này thì cần phải có cái biện pháp tránh thai hợp lý. Đấy, thế còn sau khi mà mình khỏi bệnh thì cần phải 3 tháng. Đối với cái liều cuối cùng 3 tháng sau là mình mới có thể là có thai được.
Và khán giả có hỏi là năm nay thì tôi 40 tuổi, tôi bị Covid-19 vào tháng 8 năm 2021, chỉ bị nhẹ thôi và không thở máy. Và trước lúc nhiễm thì tôi có tiêm một mũi vaccine AstraZeneca vào tháng 6 năm 2021. Từ lúc khỏi bệnh cho đến nay thì tôi thấy sức khỏe mình giảm đi rất là nhiều, thường xuyên bị nghẹt mũi, đau mỏi cơ, rồi hồi hộp lo âu và rất dễ mệt khi phải làm việc nặng, leo cầu thang. Mong các bác sĩ tư vấn cho tôi để có một sức khỏe, để hồi phục được sức khỏe. Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hà tiếp tục tư vấn cho khán giả. Với cái câu hỏi của bạn thì khán giả 40 tuổi này chỉ mới có tiêm một mũi vaccine thôi ạ. Tiêm một mũi vaccine. Từ tháng 6 năm 2021 rồi ạ. Và các cái triệu chứng thì nhẹ thôi đúng không ạ? Từ lúc khỏi bệnh cho đến nay thì sức khỏe thì suy giảm nhiều đúng không ạ? Cái câu hỏi mà bạn hỏi ấy, thì em chỉ có thể là nhắc ạ. Tức là năm nay khán giả có 40 tuổi và tôi bị Covid-19 vào tháng 8 của năm 2021. Và khán giả có nói là chỉ bị nhẹ thôi và không thở máy. Trước lúc nhiễm thì tôi có tiêm một mũi vaccine AstraZeneca vào tháng 6 của năm 2021. Và từ lúc khỏi bệnh cho đến nay thì thấy là sức khỏe giảm đi rất là nhiều. Thường xuyên bị nghẹt mũi, rồi đau mỏi cơ, hồi hộp lo âu và rất dễ mệt khi phải làm việc nặng, đặc biệt là khi leo cầu thang. Vậy bác sĩ có thể tư vấn để cho khán giả có thể phục hồi sức khỏe một cách tốt nhất ạ? Với cái câu hỏi này thì nói chung là đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều khán giả quan tâm. Khi mà mình bị Covid xong thì các cái triệu chứng nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Thế thì cũng trước tiên là cũng mong là bác là cũng không nên quá lo lắng. Bởi vì là theo cái thống kê ấy, thì các cái triệu chứng mà nó nhẹ sau cái Covid ấy, thì thường thường là đều là do yếu tố tâm lý. Đấy, mà đặc biệt là đối với lại trường hợp này thì là bác ấy mới tiêm được có một mũi. Đấy, tiêm được có một mũi thì có thể là mình lo lắng quá. Đấy, là mình là tôi chưa được tiêm đủ. Đấy, thì trước tiên thì bác cũng cứ phải là bình tĩnh, không cần lo lắng quá. Đấy, cũng như trao đổi từ đến giờ ấy, thì cái chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng và cái thói quen về cái sinh hoạt đấy, nó rất là quan trọng. Đấy, không phải là cứ thuốc là tốt đâu. Có những cái mà mình bị có những cái khó chịu ấy thì là mình chỉ cần thay đổi thôi, thay đổi cuộc sống rồi là ăn uống nó tốt lên thì là cái việc mà mình cải thiện được cái chất lượng cuộc sống nó lại rất là tốt. Đấy, còn khi mà đã mình đã thay đổi rồi đấy, mà cái chất lượng nó không thay đổi, có nghĩa là nó vẫn cho mình khó chịu, làm khó chịu, thì lúc đấy thì cần phải đến cơ sở y tế để khám. Để đến cơ sở y tế khám thì nó có đầy đủ tất cả các cái xét nghiệm, các cái máy móc hỗ trợ các bác sĩ trong cái vấn đề chẩn đoán bệnh, thì nó sẽ phân biệt được là đấy là do hậu Covid hay là các cái bệnh khác kèm theo vào. Với những cái trường hợp mà mắc Covid-19 mà hậu Covid-19 thì họ có cảm giác rất là mệt mỏi, khó thở hụt hơi. Vậy thì ngoài những các cái chế độ dinh dưỡng như bác sĩ tư vấn thì cái chế độ tập luyện thể dục thể thao thì như thế nào thưa bác sĩ Huyền? Thực ra thì như chị có nói là cái việc ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì cái vấn đề tập luyện cũng rất là quan trọng. Ví dụ như vấn đề về hô hấp chẳng hạn, các triệu chứng liên quan hô hấp thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái bài tập thở. Trên mạng các bạn có thể tìm thấy những cái bài hướng dẫn về tập thở để làm sao để hồi phục dần các chức năng hô hấp. Và trong quá trình mà tập luyện thì chúng ta nên chú ý một chút là khi giai đoạn đầu chúng ta vừa mới khỏi Covid thì cường độ tập luyện chúng ta sẽ tăng dần. Lúc đầu thì chỉ mức độ nhẹ nhàng thôi. Sau đó khi sức khỏe nó hồi phục dần hơn nữa thì chúng ta cũng tăng cái cường độ tập luyện lên. Chứ không nên là ngay từ đầu chúng ta đã tập luyện bằng các cái chương trình tập luyện thể dục thể thao mà quá là gắng sức. Thì lúc đấy nếu mà như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nghĩa là không khắc phục được hậu Covid mà có thể làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn. Đi bộ có thể là bằng các cái động tác yoga, tập yoga, các ngồi thiền, những bài tập nhẹ nhàng đấy. Vậy trong những trường hợp mà những người mà tuổi đã hơi cao rồi và khó ngủ rồi là ăn uống lại không được vào ngon miệng nữa, vậy chúng ta có nên sử dụng các cái men tiêu hóa hay là các cái thực phẩm chức năng để kích thích tiêu hóa cho ăn ngon miệng hơn không ạ? Với câu hỏi này xin mời bác sĩ Việt ạ. Dạ vâng.
Thực ra với các với những cái triệu chứng như thế thì chúng ta có thể sử dụng một số thực phẩm chức năng hỗ trợ. Ví dụ như là với đường tiêu hóa thì có thể sử dụng men tiêu hóa. Cái dạng men vi sinh ạ. Thì là tăng cái khả năng tiêu hóa lên. Đấy, cái thứ hai là về giấc ngủ thì có thể dùng những cái thuốc ngủ mang tính chất gọi là thảo dược thôi, kể cả thuốc ngủ hay thuốc ho cũng thế, mình chỉ dùng tính chất thảo dược. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý một chút là trong quá trình dùng những cái thuốc đó, mình dùng trong một thời gian ngắn, nhất là dùng một thời gian ngắn, nếu như các triệu chứng mà không thuyên giảm thì chúng ta vẫn phải đi khám để đánh giá, xác định luôn, như bác sĩ Hà có nói là đấy là của hậu Covid hay là của một bệnh lý nào khác kèm theo, để có những hướng cái điều trị cụ thể và chính xác hơn, có hiệu quả hơn. Với trẻ nhỏ thì sao ạ? Chúng ta có nên sử dụng các cái thuốc như thế không ạ? Các cái men mà vi sinh bây giờ có trên thị trường có bán khá nhiều để kích thích ăn uống cho các bé. Nên là với trẻ nhỏ cũng vậy ạ. Thì nếu như mình xác định được là cái chế độ ăn, cái vấn đề ăn uống của em bé ạ, là do vấn đề là hậu Covid thì mình cũng có thể bổ sung, men vi sinh được, hoặc là dùng những cái thuốc ho thảo dược được. Nhưng mà cái đấy mình cũng không nên quá lạm dụng, chỉ dùng trong một thời gian ngắn và theo dõi các triệu chứng thôi. Nếu không ổn là cũng vẫn phải đi khám, vì trẻ nhỏ thì nó có rất là nhiều diễn biến, nó rất nhiều diễn biến nên không thể nào mà cứ sử dụng thuốc mà không có chỉ dẫn được. Nên tốt nhất đối với trẻ nhỏ khi có các triệu chứng bất thường thì bố mẹ nên cho con đi khám tại các bác sĩ chuyên khoa và để nhận được những tư vấn cụ thể nhất. Dạ vâng, khán giả có hỏi là cả nhà tôi bị dương tính với Covid và ai cũng có triệu chứng giống nhau, ho, để nghẹt mũi, sốt nhẹ. Và đã dùng kháng sinh, kháng viêm, hạ sốt được 3 ngày. Nay là ngày thứ 4 rồi, có nên dùng thuốc nữa hay không? Vì đã hết sốt nhưng còn ho nhẹ và nghẹt mũi. Riêng tôi thì hơi khó thở với nồng độ oxy là 98. Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Tức là cả nhà đều bị Covid-19 nhưng triệu chứng rất là giống nhau. Nhưng mà ở đây thì khán giả có đưa thông tin là dùng kháng sinh và cả kháng viêm nữa. Thực ra thì đây là chắc là trường hợp này là cả nhà là bị Covid là ở nhà. Vâng, lây nhau. Ở nhà lây nhau là điều trị thì cũng không biết là cái khuyên cáo mà khi mà bạn dùng kháng sinh này cũng như là chống viêm này thì có đơn của bác sĩ hay không. Thế còn đối với quan điểm thì cái Covid này nó là do virus. Mình chỉ dùng kháng sinh khi có bộ nhiễm. Đấy. Thế còn các cái triệu chứng ví dụ như có thể là ho, nhưng mà ho cái đờm nó không phải là đờm viêm, đờm bội nhiễm. Đờm viêm là ví dụ như là cái đờm nó màu xanh, đấy, có thể là phân biệt. Còn đờm mà bình thường ví dụ như là chỉ là màu trắng thôi, đờm nhầy nhầy thôi. Thì đấy thì cũng không nhất thiết là phải dùng kháng sinh để chống viêm đến cái như mà trường hợp của bạn đang dùng đấy. Đấy thì còn đối với lại bạn thì cảm thấy tức ngực nhưng mà cái nồng độ oxy 98 vẫn 98. Thế là chưa có cái suy giảm cái độ bão hòa oxy ở trong máu. Thì cũng yên tâm. Đấy, yên tâm và tiếp tục theo dõi. Nếu như mà cái nồng độ oxy nó giảm xuống 95 thì bạn phải đến viện để khám và điều trị. Thế còn những cái thuốc mà bây giờ bạn đã uống được 3 ngày rồi ấy thì tiếp tục uống đến 5 ngày. Đấy, sau đấy là dừng và chủ yếu là nếu ở nhà thì các bạn nên dùng những cái thuốc mà nó tăng cường sức đề kháng. Ăn uống rồi vệ sinh. Cái quan trọng lắm, tại vì là cái Covid này là viêm long đường hô hấp trên. Đấy. Thế mà virus thì nó có nghĩa là nhà của nó là ở mũi họng của mình. Đấy, cho nên là cái việc mà vệ sinh mũi họng này, súc miệng này hàng ngày rất là quan trọng. Đấy. Để mình làm sao mà mình không để nó xâm nhập xuống phế quản và phổi. Đó là cái điều quan trọng. Có một vài cái khuyến cáo đối với lại những bệnh nhân bị Covid mà điều trị tại nhà như vậy. Thế còn cái triệu chứng nó nặng lên hoặc là cần phải tư vấn gì của bộ y tế thì có thể gọi điện. Với câu hỏi mà trong trường hợp mà cả nhà bị Covid-19 mà dùng kháng sinh thì bác sĩ Huyền có khuyến cáo gì với khán giả không ạ? Cái này thì ngay từ đầu nghĩa là trong cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế đã cũng đã nói rõ rồi, đây là một bệnh do virus, vì vậy nên việc dùng kháng sinh là không cần thiết. Đấy, như bác sĩ Hà có nói là chỉ dùng khi nào bị bội nhiễm thôi. Vì vậy nên việc dùng kháng sinh chống viêm đối với trường hợp bị nhiễm virus nói chung và cũng như là nhiễm Covid-19 nói riêng là không cần thiết. Vâng. Tức các là bạn như bác sĩ Hà tư vấn là chúng ta phải theo dõi cái đờm. Đấy là ở nhà. Thế còn nó mà khó chịu quá thì chúng ta có thể là đến viện để còn các cái xét nghiệm khác nó hỗ trợ vào nữa.
là để bác sĩ xác định xem nó có, nghĩa là khi có chỉ định để dùng kháng sinh hay chống viêm hay không thì nên có chỉ định của bác sĩ, có sự kê đơn của bác sĩ, chứ không nên tự ý dùng kháng sinh hay chống viêm. Vâng, khán giả có hỏi là tôi đã hết Covid-19 được 15 ngày rồi mà sao vẫn thấy đờm nhất màu trắng, không phải là màu vàng sữa như bị cảm, không đau họng nhưng nút nước bọt thì vào thì có cảm giác rất là đau nhẹ, ho thì rất ít và thỉnh thoảng thì ho một tiếng và khoảng 3 lần thì 3 lần ho một đêm ạ. Và xin hỏi bác sĩ là nên nín lại đừng ho, đừng khạc được không? Và nên thăm khám bác sĩ và uống thuốc gì? Mời câu hỏi xin mời bác sĩ Hà Thừa nhờ khán giả. Vâng. Với câu hỏi của bạn ấy thì nó cũng rất nhiều bệnh nhân thường gặp như vậy. Thế thì khi mà bị Covid ấy, thì nó không phải là như câu hỏi vừa nãy tôi trao đổi ấy, nó không phải là nguyên ở phổi đâu. Và khi bị Covid thì các cái triệu chứng ví dụ như ho này, hắt hơi sổ mũi này, tức ngực khó thở, có thể là rối loạn cả tiêu hóa nữa. Đấy, đau bụng đi ngoài, có nghĩa là tất cả các cái cơ quan bộ phận có thể bị, và thậm chí là cả dạ dày nữa. Đấy, mà khi mà bạn bị như thế ấy, thì tôi nghĩ là có thể là trong cái quá trình mình bị Covid thì cái tâm lý mình lo lắng quá, mình không ngủ được. Là có người là mất ngủ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiết dịch vị dạ dày. Có thể là bạn có một cái trào ngược dạ dày kèm theo nữa. Đấy, thì cái đờm mà nó màu trắng như vậy ấy, và bạn hỏi là có phải khạc ra không hay là lín ấy. Đấy, thì tốt nhất là cái đờm nếu như nó ở cổ nhá, thì các bạn phải chịu khó là xúc miệng. Đấy. Thế còn mà nó ở sâu ở dưới bên phổi ấy thì cố gắng là phải khạc nó ra. Đấy. Thì buổi sáng sớm là cái thời điểm mà rất là dễ khạc đờm. Thì chúng ta dậy chúng ta có thể là uống một cốc nước ấm. Đấy, ấm nhá, không nóng dậy nhá. Dậy là uống nước ấm. Dậy và là uống một cốc nước khoảng độ 200ml. Đấy, thì sau đó là chúng ta làm như thế nào thì cái lúc đấy là cái đờm nó rất là dễ ra. Đấy, thì là chúng ta phải khạc hết ra. Thì bởi vì là cái lúc mà sau khi mà mình bị Covid ấy, thì cái xác con virus ấy nó chết ở trong đấy, có nghĩa là mình hiểu nôm na là như kiểu là các cái dị vật ở trong đường thở của mình ấy. Nó và cộng với lại cái nhầy, tiết nhầy ở trong phổi nó có sẵn rồi, lúc nào nó cũng phải có. Đấy, thì là mình lên cho nó ra, đẩy nó ra bằng cách là ho này, khạc ra để cho nó sạch. Đấy, và uống nước, bù nước rất là tốt, vì nước thì buổi sáng thì chúng ta đều uống nước ấm. Thế còn nước hoa quả kèm theo nữa rất là tốt. Vâng, có khán giả hỏi là sau 7 ngày hết Covid-19 thì tôi thấy người rất là ể oải mệt mỏi, đặc biệt là vào buổi sáng. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi nên uống thêm thuốc bổ gì để khỏi tình trạng này. Thưa bác sĩ Huyền ạ. Hiện nay thì như chúng ta đã biết thì sau khi mà bị Covid-19 hoặc là đang trong cái giai đoạn mà bị Covid-19 thì có rất nhiều nhà mua vitamin C, vitamin D và các loại vitamin tổng hợp về để dùng. Tuy nhiên thì các cái cách dùng và các cái chỉ định dùng thì thường như là mọi người còn đang rất là mơ hồ, tự sử dụng. Vậy thì chúng ta có nên như thế không ạ, thưa bác sĩ Huyền? Thực ra là việc sử dụng các vitamin thì nên dùng. Thế nhưng mà dùng thì phải đúng theo hướng dẫn và theo chỉ định. Vâng, chứ không phải là mình cứ dùng, cứ như là cái thuốc bổ là mình cứ dùng ồ ạt vào là nó sẽ bổ lên đâu ạ. Nếu như dùng không đúng liều, không đúng chỉ dẫn thì có thể là tác dụng chính không thấy đâu, mà có thể nó sẽ gây hiện tượng quá liều của các vitamin. Vì vậy nên là với những bạn mà sau khi bị nhiễm Covid, kể cả trong giai đoạn bị nhiễm Covid thì lưu tiên đầu tiên sẽ là chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Sau đó mới đến các loại vitamin, nghĩa là nói chung là các loại thuốc bổ đấy ạ. Và việc sử dụng thuốc bổ các vitamin thì cũng nên dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo hướng dẫn của cái tờ hướng dẫn sử dụng trên các lọ thuốc. Nhà sản xuất. Vâng. Khán giả có hỏi là tôi bị 13 ngày Covid-19 test âm tính, nhưng ngày thứ 10 thì tôi lại nằm xuống thì lại thấy rất là khó thở, rồi khó ngủ, chuyển sang ngủ ngồi, ho nhiều. Khi thở thì phải lấy hơi. Xin được hỏi bác sĩ bây giờ tôi phải dùng thuốc gì, và trong quá trình điều trị tại nhà thì tôi đã uống thuốc hạ sốt, sau đó là uống vitamin C, xúc họng, rửa mũi bằng nước muối. Thưa bác sĩ Hà, bác sĩ có thể tư vấn cho khán giả này. Với cái triệu chứng của bạn như thế này thì sau khi bị Covid thì nó cũng khá là nặng nề đấy. Bởi vì là nằm xuống là thấy tức ngực khó thở này, đúng không ạ?
Thế thì các cái thuốc mà bạn dùng ở nhà theo khuyến cáo của bác sĩ ấy, thì cũng đã dùng rồi. Thì trong cái trường hợp này thì tốt nhất là bạn lên đến bệnh viện để được khám kiểm tra và hướng dẫn điều trị. Đấy là mình không 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 nên ở nhà nữa, bởi vì là các cái thuốc bạn dùng như là xúc họng này, vệ sinh mũi họng rồi, đã làm rồi. Đấy thì mà bây giờ vẫn khó chịu, khó thở, nằm xuống là không nằm được. Đấy thì là nên đến viện, chứ không không nên chủ quan ở nhà nữa. Chế độ dinh dưỡng sau điều trị COVID-19. Người bệnh cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng bằng cách cung cấp đủ các thực phẩm trong chế độ ăn giai đoạn phục hồi sau COVID-19. Thực phẩm thuộc các nhóm thực phẩm giàu chất bột đường như gạo, ngũ cốc, khoai, củ, nhóm thực phẩm giàu đạm, các loại thịt động vật, thịt gia cầm, cá và thủy sản, đậu, đỗ các loại, nhóm thực phẩm giàu chất béo như mỡ động vật, bơ, dầu thực vật, các loại hạt nhiều dầu, nhóm vitamin khoáng chất. Các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa có tác dụng tốt với người sau điều trị bệnh là vitamin A, C, D, E và chất khoáng như sắt, kẽm. Để bổ sung các loại vi chất do tổn hại của bệnh COVID-19, F0 nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như tôm, cua, cá. Để bổ sung kali, mọi người nên ăn thêm chuối chín, bổ sung kẽm nên ăn hàu, sò, cá. Để hỗ trợ cho đường tiêu hóa, người bệnh nên bổ sung thêm probiotic mỗi ngày 2 lần, đồng thời bổ sung viên đa vitamin khoáng chất cho người lớn, hay các dạng siro hay cốm đa vitamin khoáng chất cho trẻ em, giúp người bệnh có cảm giác đói, thèm ăn, ăn ngon hơn, cơ thể mau bình phục. Nước uống cũng rất cần thiết, như nước đun sôi, nước sinh tố, hoa quả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Hiện nay thì tại Tuyên Quang đang tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cũng như chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lớn trước đây và tiêm cho trẻ trên 12 tuổi gần đây, và nhiều phụ huynh không khỏi có những thắc mắc băn khoăn, những yêu cầu về thông tin và cần được giải đáp, thì quý vị và các bạn hãy vui lòng gọi điện thoại đến cho chương trình qua số điện thoại đang hiện trên màn hình 02073 822 822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền hình trực tiếp. Và quý vị và các bạn có thể gửi comment ngay tại chương trình đang được live stream trực tiếp và qua fanpage của chương trình Tuyên Quang TTV. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được lần lượt chuyển câu hỏi của khán giả gửi đến cho chương trình ạ. Xin được hỏi bác sĩ, trẻ mắc COVID-19 bao lâu thì tiêm vaccine phòng bệnh? Thưa bác sĩ Huyền ạ. Vâng. Theo quy định của Bộ Y tế, đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì sau khi nhiễm COVID-19 3 tháng thì chúng ta có thể tiến hành tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ. Còn đối với những trẻ từ 12 tuổi, trên 12 tuổi với người lớn thì chúng ta sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 ngay sau khi trẻ đã khỏi bệnh và hết kết thúc thời gian cách ly thì chúng ta có thể tiêm luôn. Thưa bác sĩ Huyền, hiện nay thì như tôi được biết thì còn nhiều bậc phụ huynh còn khá là băn khoăn lo lắng. Có nên cho con đi tiêm không? Vậy bác sĩ có khuyến cáo gì để phụ huynh yên tâm khi đưa con đi tiêm trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi? Vâng, trước tiên thì tôi trả lời rằng là các bố mẹ, khi con nhà mình đã có đủ điều kiện để tiêm chủng thì bố mẹ nên đưa con đi tiêm. Vâng, thực ra những cái khi mà các vaccine được đưa vào tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì đều đã được, thứ nhất là đã được sử dụng tiêm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cái thứ hai cũng đã được Bộ Y tế kiểm định và cũng đã được có một hội đồng chuyên môn thẩm định về cái mức độ an toàn của các vaccine khi được đưa vào tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Vì vậy các bố mẹ khi mà con đã đủ điều kiện thì nên đưa con đi tiêm càng sớm càng tốt. Vâng, khán giả có hỏi là cháu nhà tôi thì đang uống thuốc ngừa thấp tim, cơ thể thì rất là gầy nhỏ. Nay cháu được 11 tuổi nhưng chỉ cao được 141cm ạ. Nặng 39kg và cháu được tiêm vaccine COVID-19 không, thưa bác sĩ Huyền ạ? Như những các thông tin mẹ cung cấp thì hiện tại bây giờ con nhà mình thứ nhất là đã nằm trong độ tuổi được tiêm vaccine. Nhưng mà như em bé có một những cái thông tin, nghĩa là em ta cứ hiểu đúng là em bé có một cái bệnh nền kèm theo. Đấy, thì khi em bé có bệnh nền này thì thứ nhất là em bé vẫn phải nên tiêm vaccine, vì đấy là một trong những yếu tố nguy cơ làm cho em bé dễ bị nhiễm COVID và có thể nặng lên khi bị nhiễm COVID. Vì vậy việc tiêm vaccine rất là tốt, giúp cho em bé có thể giảm khả năng bị nhiễm và cũng như giảm những các triệu chứng sau khi nhiễm. Cái thứ hai là với các em bé mà có những cái bệnh lý kèm theo như thế thì chúng ta có thể thực hiện tiêm chủng ở các cơ sở y tế có các phương tiện hỗ trợ về cấp cứu cũng như về cái vấn đề theo dõi sau tiêm, nên những bạn này thì vẫn có thể tiêm được. Vâng, và khán giả có hỏi là
Cháu tôi 10 tuổi là con trai rất là nghịch ngợm. Tôi đọc được rằng là sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì trẻ cần tránh vận động mạnh. Xin được hỏi mức độ vận động mạnh được quy định như thế nào và hoạt động nào thì được phép, và nếu không tuân thủ điều này thì có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của trẻ? Vâng, với câu hỏi này xin mời bác sĩ Hà tư vấn cho khán giả. Vâng. Cháu được 10 tuổi mà là cháu trai rất là nghịch ngợm thì có phải là cái thông tin là vận động mạnh sau khi tiêm ấy, thì có ảnh hưởng gì đến thể trạng của bé sau khi tiêm COVID-19 không? Theo các cái theo cái câu hỏi của bạn ấy thì thực ra theo cái thông tin mà tôi cập nhật được ấy thì như là không có cái thông tin là sau khi tiêm vaccine là trẻ không được vận động mạnh. Thế thường thường như con nhà bạn ấy thì đang cái tầm tuổi nó rất là hiếu động đấy, thì tốt nhất là sau khi mà tiêm vaccine ấy thì cũng phải giữ gìn cho con đấy, tại vì là thực ra tiêm thì sau khi tiêm vaccine ấy thì cũng có trẻ nó có các cái tác dụng phụ sau tiêm, ví dụ như là đau sốt đấy, trong khi lúc đấy nó đau, nếu nó đau nó không chơi được đâu, nó không nhảy được đâu đấy, thì mình để ý một chút, để ý một chút là cái việc mà khi mà sau khi con tiêm về nhà các cái dấu hiệu ví dụ như sốt đau đấy, rồi là con có các cái triệu chứng gì khác thường đấy, thì cũng cần phải theo dõi đấy. Còn cái mà hiếu động thì nó thực tế ra thì nó cũng không quan trọng mọi người, bởi vì là khi mà nó đã có các cái tác dụng phụ rồi thì nó không chơi được đâu đấy, đấy cho nên là mình không cần tiêm quan tâm đến cái điều mệt, đấy nhiều tiêm vào thì nó cũng con trẻ thì nó cũng không sao cả đấy. Thế nhưng mà cũng phải dặn con, vì 10 tuổi rồi thì là cháu cũng có ý thức rồi. Thế là dặn con là con vừa tiêm phòng xong đấy. Đấy thì nó sẽ có những đau, ví dụ đau ở nơi tiêm chẳng hạn này. Rồi là các cái có thể là sốt. Đấy, rồi là có các cái triệu chứng gì bất thường nó khác đối với lại bình thường của con thì phải báo. Đấy thì là dặn con như thế thì là nó sẽ mình sẽ theo dõi được nó sát hơn. Đấy thì cần thì lúc đấy có vấn đề gì thì mình xử lý nó kịp thời hơn. Đấy. Với chuyên khoa nhi bác sĩ Huyền ạ, bác sĩ nghĩ sao khi mà có cái thông tin cho rằng là khi tiêm vaccine thì không được vận động mạnh và vận động mạnh thì ảnh hưởng đến thể trạng của trẻ? Vâng, thực ra là khi nó nói đến như khán giả có hỏi là vận động mạnh, thế nào là vận động mạnh, thì thực ra là cái mạnh hay không mạnh thì tùy thuộc vào từng cơ thể. Nhưng theo khuyến cáo của sau khi tiêm thì sau 3 ngày sau tiêm thì người ta hạn chế các vận động mạnh, nghĩa là vận động quá sức đấy. Để thứ nhất là làm sao cơ thể có thể được nghỉ ngơi tốt nhất. Vì sau khi mình đưa vaccine vào cơ thể là em bé cũng mệt hơn so với bình thường chẳng hạn. Thứ hai là để đấy nó cũng thuận tiện cho vấn đề là mình theo dõi để mình biết rằng là trong 3 ngày đấy những cái triệu chứng mình xảy ra là do vaccine, các tác dụng phụ đấy là do vaccine hay là để tránh nhầm lẫn là do quá trình mình vận động gây nên. Đấy, vậy nên là khi mà sau những em bé mà sau khi tiêm vaccine ấy, thì nên nghỉ ngơi, không hoạt động mạnh, nghĩa là không tham gia những cái hoạt động gọi là mất thể lực đấy, mất nhiều thể lực quá trong vòng ít nhất là 3 ngày để theo dõi các tác dụng phụ cũng như các biến chứng có thể xảy ra sau quá trình tiêm. Vậy trong quá trình tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vậy thì sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Dạ vâng, thực ra cái triệu chứng xảy ra sau tiêm thì không chỉ tiêm COVID mà tiêm phòng các loại vaccine khác. Thì các triệu chứng hay gặp có thể thứ nhất là em bé có thể sốt nhẹ, đấy, đau mỏi tại vị trí tiêm, đau sưng tại vị trí tiêm. Đấy, lấy những cái triệu chứng đấy là những cái triệu chứng có thể là hay gặp với những em bé mà sau khi tiêm phòng COVID-19. Vì vậy các bố mẹ thứ nhất là phải theo dõi sát em bé mình, con mình sau khi tiêm, nghĩa là phải cập nhiệt độ này, kiểm tra về cái tinh thần của con. Nếu như mà có vấn đề gì bất thường thì có thể liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. Và thứ hai đó là cho con đến khám. Các triệu chứng này thường thường nó sẽ có thể tồn tại từ 48 đến 72 giờ sau khi tiêm thôi. Còn nếu như triệu chứng nó kéo dài lâu hơn nữa thì bắt buộc bố mẹ sẽ phải đưa con đến bệnh viện để khám, loại trừ các nguyên nhân khác kèm theo. Vậy trong cái trường hợp mà sốt bao nhiêu độ thì chúng ta cho con uống thuốc hạ sốt thưa bác sĩ? Vâng, cái chỉ định mà dùng thuốc hạ sốt đối với trẻ em ấy thì thứ nhất là khi con sốt trên 38 độ 5 thì chúng ta sẽ có chỉ định dùng thuốc hạ sốt, có thể sử dụng thuốc ví dụ như là paracetamol với hàm lượng là từ 10 đến 15 mg trên 1 kg cân nặng, và chúng ta sẽ nhắc lại sau 4 đến 6 giờ nếu như triệu chứng sốt vẫn còn trên 38 độ 5. Vậy các cái triệu chứng của sau khi tiêm mà cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tức là chúng ta cũng điều trị triệu chứng như người lớn phải không? Đúng rồi ạ. Tức là có triệu chứng gì thì chúng ta sẽ điều trị triệu chứng đó. Vâng ạ. Khán giả có hỏi là con tôi 11 tuổi đã mắc COVID-19 từ tháng 3 năm 2022, và vậy cháu có được tiêm vaccine COVID-19 đợt này không?
Và vì sao chúng tôi mắc COVID-19 trước đó lại được bác sĩ cho khuyên là vẫn nên tiêm mũi 3 ngay sau khi đó được 3 tuần, tức là ngay sau khi khỏi được 3 tuần ạ? Vâng, thế như câu hỏi của bạn ấy ạ, thực ra là ngay từ lúc đầu tôi có nói, nghĩa là đối với những trẻ mà dưới 12 tuổi, từ 5 đến dưới 12 tuổi ấy, thì để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng cũng như là an toàn thì cho các em bé, thì Bộ Y tế khuyến cáo là các em bé khi đã bị nhiễm COVID-19 thì phải sau 3 tháng mới được tiêm, để tránh những cái tác dụng phụ hoặc là những cái triệu chứng không mong muốn xảy ra. Vì vậy nên là những bạn đấy, những bạn mà dưới 12 tuổi, từ năm dưới 12 tuổi thì phải sau 3 tháng. Còn với những trẻ trên 12 tuổi và người lớn thì cái tỷ lệ gọi là cái tác dụng phụ xảy ra sau khi tiêm nó có thể là ít hơn. Nên là có thể tiêm ngay sau khi mà em bé cũng như người lớn khỏe mạnh là có thể tiêm luôn. Còn với trẻ dưới 12 tuổi thì là phải sau 3 tháng mới được tiêm. Vâng, khán giả có hỏi là tôi nghe nói là hai loại vaccine tiêm cho trẻ là Pfizer và Moderna, tác dụng của hai loại này có tương đương không và mức độ an toàn thì có khác biệt không? Và thời gian nghiên cứu vaccine ngắn như vậy thì so với các loại vaccine phòng bệnh của trẻ em khác liệu có đáng ngại không? Vâng, và câu hỏi này có lẽ là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh đang trong có con trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và nhân của chương trình hôm nay thì xin mời bác sĩ Huyền, bác sĩ Hà có những lời khuyên để các bậc phụ huynh an tâm khi đưa con đi tiêm, đặc biệt là trong đợt này mà Tuyên Quang cũng đang tổ chức tiêm cho các cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vâng. Trước tiên thì xin mời ý kiến của bác sĩ Hà. Hiện tại thì tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì cũng đang tổ chức cái tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thì câu hỏi của bạn thì thực ra thì theo cái nghiên cứu những cái thuốc vaccine này ấy, là nó của nước ngoài, họ có tài trợ cho chúng ta để chúng ta tiêm. Thế thì người ta đã cũng đã qua cái kiểm định rồi, tất cả đủ tiêu chuẩn như bác sĩ Huyền đã trao đổi lúc này ạ, đã nó phải là an toàn đối với trẻ rồi thì người ta mới đưa vào để tiêm phòng cho trẻ. Bởi vì cái đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đấy thì vì là trẻ nhỏ mà các cái tai biến rồi các cái biến chứng thì nó cũng không thể nào mà lường trước được. Chính vì thế cho nên là các cái nhà sản xuất cũng như là các nhà chuyên môn người ta đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng khi mà quyết định đưa vaccine đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để tiêm phòng cho các bé. Đấy thì về góc độ chuyên môn thì cũng khuyên là các bà mẹ cũng nên cho con đi tiêm phòng theo lịch. Bởi vì là nói thật là các vợ cũng rất nhiều là các bà mẹ cũng băn khoăn. Bởi vì là nói rằng là tiêm phòng là nó có những cái sau này. Đấy, sau này đối với trẻ. Thế thì sau này thì mình chưa biết, đúng không ạ? Mà theo nghiên cứu thì nó cũng không có cái gì gọi là nề lắm. Sau này thì mình chưa biết, nhưng mà cái hiện tại chẳng may là mình lại mắc một cái chủng khác nữa. Đấy. Thì bởi vì là bây giờ các cái chủng biến chủng của COVID này nó rất là nhiều, nó không phải là một chủng duy nhất. Đấy, các cái biến chủng khác nữa thì chẳng may con nhà mình mà bị thì đến cái lúc đấy nó sẽ nặng nề vô cùng. Đấy, và tại sao lại không tiêm? Đấy, thì nói thật là trong cái quá trình mà công tác và cái thời điểm vừa rồi tỉnh tại địa bàn tỉnh mình ấy, dịch nó bùng phát mạnh như thế thì đối với bệnh viện chúng tôi thì người lớn nhá, các cái người lớn mà người ta chưa được tiêm ấy thì là cái bệnh nó cũng đã nặng lắm rồi. Đấy. Thế còn trẻ em thực ra là chúng tôi cũng là những nhà điều trị thì cũng rất là lo lắng đối với những cái đối tượng trẻ như này không biết bao giờ mới được tiêm. Rất may là được sự quan tâm của chính phủ, của nhà nước mình đợt này là được tiêm cho các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thì các bà mẹ cũng lên đưa con mình đi tiêm theo lịch đã thông báo. Đấy, thì còn sau khi tiêm có những cái tác dụng phụ, ví dụ như nó nhẹ như bác sĩ Huyền vừa mới trao đổi, có thể là sốt, có thể đau tại đôi tiêm, thì chúng ta theo dõi cho con và xử lý các cái triệu chứng kèm theo. Đồng thời là nếu có sốt thì các mẹ lưu ý là bù nước, có thể cho con uống Orezon nha. Bù nước. Đấy, uống nước hoa quả, và nhưng mà nếu sốt cao thì cho con uống thêm Orezon. Có một vài những cái khuyến cáo như vậy. Còn ý kiến của bác sĩ Huyền thì sao ạ? Trẻ nào thì nên tiêm và trẻ nào thì không nên tiêm vaccine, đặc biệt là cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thực ra là cái chương trình tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì ở tỉnh Tuyên Quang thì cũng mới triển khai. Và hiện tại bây giờ thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì có hai loại vaccine được sử dụng cho trẻ, đó là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì mức độ an toàn ở hai đối với hai loại vaccine này thì tương tự như nhau.
Nhưng với vaccine Pfizer thì mình sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Còn vaccine Moderna là mình sử dụng cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Bố mẹ lưu ý như vậy. Hai cái độ tuổi nó hơi khác nhau một chút. Vâng. Thứ hai nữa là về nói về gọi là hiệu quả của độ an toàn thì theo nghiên cứu thì hai cái vaccine này nó tương tự như nhau thôi. Nó cũng không có gì khác biệt thì nhiều. Vâng. Thực ra là thời gian tiêm, khán giả có lo lắng là thời gian nghiên cứu đấy, ngắn. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là trẻ con ấy thì có thể là triệu chứng nó nhẹ. Nhưng mà cái triệu chứng hậu, người ta gọi, bây giờ mình nói nôm na là hậu Covid ấy, thì có những triệu chứng nó rất là nặng nề. Đặc biệt là với những cái hội chứng viêm hệ thống MIS-C ấy, cái tỷ lệ bị nhắc nó cũng sẽ rất là nặng. Thế với trẻ con thì thứ nhất việc tiêm phòng thì nó sẽ đảm bảo là an toàn cho bản thân em bé. Cái hai nữa là nó sẽ đảm bảo an toàn cho cộng đồng, nghĩa là rất nhiều trường hợp, rất nhiều gia đình, nghĩa là em bé là những trẻ con, trẻ em là người bị mắc đầu tiên, sau đó mới lây cho những người khác trong gia đình. Vì vậy khi những em bé bị được tiêm phòng rồi thì cái tỷ lệ lây nhiễm của em bé nó cũng sẽ giảm đi. Đấy, nó sẽ làm cho em bé ít bị mắc hơn, triệu chứng nó nhẹ nhàng hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ ít lây cho những người xung quanh hơn. Nếu như trong một gia đình mà có trẻ nhỏ mà có những người già hoặc bị bệnh nền chẳng hạn. Nên nếu như trẻ con là người chưa được tiêm mà bị mắc, sau đó lây ra những người già cao tuổi mà có bệnh nền, lúc đấy lại rất là nguy hiểm cho những người thân và những người xung quanh của mình. Đấy, vì vậy là mình vẫn khuyến cáo là các bạn bố mẹ nên cho con đi tiêm. Vâng. Di chứng thường gặp sau Covid-19. Hô hấp, ho kéo dài như ho khan hoặc ho có đờm, cảm giác vướng đờm ở họng. Đau họng, khô họng như có dị vật ở họng, nuốt vào không trôi mà khạc không ra. Phổi, bệnh nhân bị tổn thương phổi lâu, phổi có thể bị xơ hóa, tuy không chết nhưng khi hồi phục lại vẫn còn tổn thương và xơ hóa. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến các triệu chứng hô hấp lâu hơn, phải mất một thời gian sau để hồi phục dần. Khứu giác và vị giác. Thay đổi khứu giác hoặc vị giác làm giảm cảm giác khi ăn uống, dẫn đến không muốn ăn, suy dinh dưỡng. Tiêu hóa. Các rối loạn tiêu hóa như cảm thấy buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, đau dạ dày, trào ngược dạ dày, chán ăn. Tim mạch. Đau ngực hoặc tức ngực, tim đập nhanh, hồi hộp đánh trống ngực. Đầu. Người bệnh sẽ gặp các triệu chứng như đau đầu, đau âm ỉ hoặc đau căng, đau nặng nề cả vùng đầu hoặc khu trú, cục bộ. Chóng mặt, choáng váng khi thay đổi tư thế hoặc liên tục, có thể kèm cảm giác buồn nôn. Trí não. Người bệnh cũng có thể gặp các vấn đề với trí nhớ và tập trung, gọi là chứng sương mù não, như giảm trí nhớ, không tập trung được lâu, dễ sao nhãng trong công việc và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mất ngủ với nhiều mức độ và biểu hiện như khó vào giấc, trằn trọc, giật mình khi ngủ, mơ nhiều, thức dậy sớm không ngủ lại được và các suy yếu ban ngày như ngủ dậy không có sức, không tập trung. Tâm lý, trầm cảm, lo âu. Da, không ít bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19 bị khởi phát bệnh về da do hệ miễn dịch suy yếu, làm tiền đề cho các vi sinh vật dạng ký sinh trùng tạm trú trên da bùng phát. Do đó, khi xuất hiện các vết mảng tràm hóa hoặc viêm nang lông, cần đi bệnh viện, chẩn đoán giảm thiểu triệu chứng và khôi phục hàng rào bảo vệ da. Tình trạng viêm da đột ngột và không điều trị đúng cách khiến cho bệnh kéo dài, trở nặng, thành bệnh mãn tính, gây mất thẩm mỹ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tới thể trạng và tâm lý của người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đã có 36 trên 63 tỉnh thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và đến chiều ngày 22 tháng 4, Bộ Y tế cho biết đã có trên 232.000 liều vaccine được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Và đến nay thì ghi nhận số trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, chủ yếu là sốt, đau sưng tại chỗ tiêm và đau đầu mệt mỏi. Không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này. Và tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine phòng COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp hơn thông báo của nhà sản xuất. Và những câu hỏi của quý vị và các bạn gửi đến cho chương trình còn rất nhiều. Song thời lượng có hạn, những câu hỏi nào chưa được giải đáp thì chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của quý vị khán giả đến cho các bác sĩ trong chương trình. Và mọi thắc mắc, mọi vấn đề liên quan, xin mời quý vị và các bạn hãy gửi câu hỏi về chương trình Sức khỏe cho mọi người. Phòng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, số 219 đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào hòm thư điện tử với địa chỉ là chương trình Sức khỏe cho mọi người 2015@gmail.com. Đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.